Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn claim 1 tỷ token Hypercoin các bạn. Thì con này nó còn 41 ngày nữa sẽ đứt trên sàn Pancake Swap các bạn. Thì nó trong chương trình bán hàng Sophie nè. Mình bay mua là 0.01 BNB và mát 20 BNB. Thì con này nó đối tác của nó là có Coco, Binance Smart Chain, Banker và CoinMarketCap các bạn. Cái mát của nó luôn. Thì nó sẽ đi sàn vào ngày 30 tháng 7 nha các bạn. Trên sàn Pancake Swap. Thì để claim con này được thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Mở dịch cái chút led mình ra cho một đáp. Các bạn dán vào các bạn. Nhìn từ những dán thế này claim quăng bỏ đại. Video sau này nó vô mánh hay sao. Rồi các bạn bấm vào claim airdrop các bạn. Mình không khuyến khích các bạn mua free sale các bạn. Rồi bạn sẽ tốn phí ra là 0.005 cơ khoảng 0.18 UDT. Thường thì những dán claim mới ra các bạn nên claim các bạn, để sau này dự án của nó phát triển rồi các bạn claim nó giảm tôi cần lên các bạn. Rồi dán con chắc mình vào. Con này chắc tổng cũng hơi cao quá. Hèn chi nó thôi các bạn nên chờ để mình kiếm con tóc cặn tên em đó các bạn. Họ tạo nhiều thì tổng cung con này cũng hơi cao các bạn, hiện tại có 3869 holder trong web đang update nha các bạn. Rồi các bạn copy con sắt của nó, các bạn mở dưới chút led mình ra đây về luôn rồi. Rồi các bạn dán vào các bạn, bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy được 1000 tóc cặn có kiểu là HBR đó các bạn. Những tóc cặn có logo như vậy là khá là ngon các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token có cái hiệu lắc BG đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.